các chị cô chú, hồi trước giờ có nhiều người nói là hàng mít sẽ dễ hơn hàng que. Có nhiều người hàng que bị lủng hoài thì sẽ cần mua một con máy hàng mít. Vậy hàng mít và hàng que thì khi hàng thì cái nào sẽ lợi thế hơn? Và hôm nay nhưng có hai con máy hàng mít vừa que luôn mini của hãng Kenmax và một con máy là Quintet. Quintet là công nghệ của Đức ha, đang sản xuất Trung Quốc, và con Kenmax cũng là công nghệ của Nhật và cũng đang sản xuất Trung Quốc, đang bảo hành tất cả là 15 tháng. Và Duy sẽ so sánh cho mấy anh chị xem và có một chương trình khuyến mãi vô cùng đặc biệt, quà tặng hơn 700.000 mấy anh chị nha. Chương trình hôm nay rất là đã, và Duy sẽ hàn thử cho mấy anh chị coi với cái sắc hộp mỏng một ly như thế này. Đó, sắc hộp mỏng một ly như thế này, Duy không biết hàng nhưng mà Duy hàn thử xem đường hàng nó như thế nào và hàng que nó ra làm sao. Ok ha. Rồi, ok, mấy anh chị sẽ thấy rằng khi nhiên hàng mít thì nó như thế này. Tuy là mình hàng không đẹp do là mình không quen tay mấy anh chị, nhưng mà nó liền ha, nó bít hết luôn. Và bây giờ nhiên sẽ thử một đoạn như hàng que cho mấy anh chị coi ha. Ở đây thì mấy anh chị thấy là con máy này nó có tới 4 chức năng lận con Quintet, là MMA, khí CO2, rồi khí trộn và hàng cuộn không khí và hàng tích quẹt. Thì bây giờ đang xài không khí một ly, bây giờ mình sẽ qua tới chức năng MMA. Rồi, mấy anh chị thấy không? Tuy là mình không phải tự hàng, hàng không đẹp nhưng mà nó không bị lủng, cái sắc mỏng. Mấy anh chị thấy không? Nhưng mà hàng dày thì nó chắc. Ok ha. Rồi, khi mà mấy anh chị hàng sắc mỏng thì như vậy ha. Còn bây giờ mình sẽ hàng sắc dày thì hình như hàng cái đũa lớn tăng ampe ha. Rồi, ok, khi mà hàng dày thì nó dễ hàng hơn mấy anh chị ha, đường hàng nó sẽ đẹp hơn đó. Rồi, ok, bây giờ Nhi sẽ test cái con máy của Kenmax cho quý anh chị xem luôn. Rồi, bây giờ Nhi sẽ hàng cái con này, giờ Nhi hàng hồi nãy bên kia là hàng bên này ha, thì bây giờ Nhi sẽ hàng bên này xem là hai cái nó hàng khác biệt nhau hay không nha. Mấy anh chị thấy là cái này hàng chắc có vẻ đẹp hơn cái kia ha. Hàng giống như là mình quen tay hơn thì mình sẽ hàng đẹp hơn mấy anh chị. Đây, thấy không? Đoạn đầu thì xấu, đoạn sau thì rất là đẹp luôn. Quá đẹp luôn ha, dễ cả luôn. Ok, bây giờ mình sẽ hàng que nha. Rồi, khi mà các anh chị muốn hàng que đó thì mình rút này ra. Dây này là dây mát nè. Các anh chị bỏ qua cọc trừ bên này nè ha. Cái này như hướng dẫn rất là nhiều rồi. Đó, này mình vô cọc trừ. Rồi, dây hàng que thì các anh chị mình sẽ vô cọc cộng. Là ok, bây giờ mình chấm hàng que thử nha. Cái này hàng nó đẹp hơn cái kia ha. Đây là do quen tay mấy anh chị ha. Bắt đầu là quen tay, mấy anh chị thấy hàng mít nó như thế này, hàng que nó như thế này. Nhớ là hàng mình chuyên nghiệp hơn rồi đó, từ từ chuyên nghiệp hơn. Đó, nhưng mà hàng sắc mỏng ha. Bây giờ như hàng một que dày nữa. Rồi, ok, mấy anh chị thấy không? Giống như là mình hàng sao á, là mình hàng nó đẹp hơn lần trước. Giống như là đại khái là mình quen tay hơn xíu. Mấy anh chị hàng thường xuyên thì nó sẽ rất là đẹp ha. Rồi, ok, mấy anh chị, các chị cô chú đã thấy nhân hàng rồi, test hai con máy rồi. Thì đây là chương trình cơn mưa quà tặng. Các chị sẽ xem hai con máy này
nhưng phân biệt nó như thế nào và quà tặng nó như thế nào nha. Đầu tiên là con ken mắt như thế này, con ken mắt này nặng 6 kg thì nó có chức năng hàng có khí, không khí, hàng que thì có hết nha. Thì các anh chị coi cái video cũ đã biết, thì nó tặng theo 3 đầu bét trong này và một bánh xe sơ cua, một cái nón hàng là một cái kính hàng đó mấy anh chị, cái mặt nạ cầm tay và một cái dây đeo như thế này, dây hàng mát, dây hàng que là 3 mét, dây hàng mát là 2 mét. Thì cái con này giá của Nhiên bán thì các anh chị cường vũ đã thấy là 2.790.000, 2.790.000. Thì chương trình quà tặng của con này hôm nay tức là máy sẽ tặng kèm theo một cuộn dây, lúc nãy là Nhiên test dây 1 ly hết 2 máy ha. Máy tặng kèm một cuộn dây giá 2.790.000. Bây giờ cơn mưa quà tặng mấy anh chị thấy là kính hàng Nhật nè mấy anh chị. Con này là kính hàng mẫu mới Kaboshi, nó nói là kính hàng Nhật nhưng mà Nhiên nghĩ giờ nó làm Trung Quốc hết mấy anh chị ha. Bây giờ tất cả nó làm Trung Quốc hết nhưng mà nó xuất Nhật thì nó sẽ chất lượng rất là cao và kính nó chất lượng cao ha. Giá 250.000 nhưng bán rồi. Nhiên sẽ tặng theo con này 250.000. Rồi tặng tiếp cho mấy anh chị một cuộn dây nữa là hai cuộn, là cuộn dây 200 nữa là 450.000. Cái bao tay hàng, một cặp bao tay hàng tặng kèm theo 150.000 nữa, tức là 600.000. 600.000 nhưng tặng hai cái ke gốc như thế này 140.000. À, hai cái ke gốc 140.000 thì mấy anh chị thấy là 740.000 rồi, và một cái hộp sáp hàng này là 70.000 nữa, tức là nó phải hơn 800.000 mấy anh chị thấy chưa? 800.000 cho bộ quà tặng cho con máy mic ken mắt với giá của nó là 2.790.000 thì các anh chị thấy cái sản phẩm này ok cho Nhiên xin một like ha. Rồi, tiếp tục là cái sản phẩm tuyệt vời nữa là công nghệ của Đức. Bây giờ mình sẽ so sánh công nghệ của Đức và công nghệ của Nhật. Thì mấy anh chị thấy hồi nãy Nhiên hàng nè, đúng không? Tức là Nhiên hàng, tức là bên này á, lúc đầu Nhiên hàng con Wintech, do là mình hàng không quen thì nó không đẹp thôi. Thì hàng quen tại vì sắc mỏng, sắc có 1 ly à. Thì nhiên là không phải tự hàng ha, hàng như vậy được cũng là hên lắm rồi. Đó, nhưng mà lần sau Nhiên hàng thì hàng con Kenmax thì nó đẹp như thế này, mấy anh chị thấy không, cũng giải cá đàng hoàng, cũng giống tờ hàng chuyên nghiệp, mặc dù như là thợ điện ha, đừng có chê, tại vì hàng mình là không phải là chuyên nghiệp mấy anh chị. Rồi, mối hàng như vậy thì đối với con Kenmax thì nhìn thấy cũng khoái đó, nhưng mà nói về độ mạnh thì con Wintech này đảm bảo nó sẽ mạnh hơn con Kenmax đó. Thì giá của con này là 3.190.000 nhưng mà bộ quà tặng của hôm nay nhưng tặng cực kỳ đã luôn ha. Con này thì nó không có tặng theo cuộn dây, đúng không? Thì Nhiên sẽ tặng theo cuộn dây là một cuộn dây là 200.000. Rồi, cái kính hàng của Nhật như thế này đó, mình nói kính hàng của Nhật cho nó sang tại vì nó là thương hiệu xuất Nhật mấy anh chị, nhưng mà Nhiên nói nó cũng là làm Trung Quốc ha. Kính hàng này là Nhiên bán 250.000, làm anh chị thấy là có 450.000 rồi, nhưng tặng thêm cho các anh chị đó, một cái cặp bao tay như thế này và một cái ke gốc như một, hai cái ke gốc như thế này luôn và một hộp sáp, tức là bộ quà tặng này nó chỉ thua thằng này là nó thua một cuộn dây, do là mỗi máy nhưng chỉ tặng theo một cuộn dây, cái máy này hãng nó không tặng, còn thằng này hãng nó tặng thêm cuộn dây, thì mấy anh chị thấy nó chỉ thua thằng này cuộn dây thôi. Nhưng mà giá con này thì thương công nghệ Đức thì cái thương hiệu nó mạnh hơn và giá nó sẽ cao hơn, 3.190.000, còn con này 2.790.000 thì nó trên là khoảng gần 400 mấy anh chị. Thì mấy anh chị thấy là nếu nói về những con máy hàng que thì mình hàng mình sợ nó lũng sắt hay là nó khó hàng gì, đặc biệt là những cô chú lớn tuổi xíu hoặc những người mới tập hàng em yêu khoa học gia đình thì mình sẽ lựa chọn những con mít như thế này thì nhìn thấy nó lợi thế hơn. Còn mình thích hàng que thì mình mua hàng que mình hàng thôi, thì mỗi người có một cái sở thích khác nhau. Thì các anh chị có nhu cầu thì cứ liên hệ máy xây dựng Hồng Diên. Đây là cơn mưa quà tặng thì các anh chị thấy ok thì liên hệ số điện thoại hotline bên trên để sở hữu sản phẩm. Có ý kiến hay nhu cầu như thế nào các anh chị cô chú mình có thể comment bên dưới. Rất là cảm ơn các anh chị cô chú đã quan tâm theo dõi. Hãy nhấn đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất. Và bây giờ Nhiên xin chào, hẹn gặp lại các anh chị cô chú vào những video kế tiếp. Bye bye.